Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ. Như các bạn có thể thấy, hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa. Thì hiện tại là những cái ngày mưa này nó sẽ mưa liên tục rất là nhiều ngày, 3, 4 hoặc 5, có thể 5 ngày luôn liên tục. Thì khi đó là cái việc mà các bạn giặt và phơi quần áo, chúng ta sẽ không thể phơi được ngoài trời mà chúng ta sẽ phải phơi ở trong nhà như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn sau khi mà các bạn giặt quần áo và máy giặt xong và các bạn phơi quần áo ở trong nhà, nó sẽ bớt được cái mùi hôi, mùi ẩm và cái mùi mốc nó xuất hiện ở trên cái quần áo của các bạn nha. Thì để làm việc này, cái máy giặt của các bạn nó phải có chức năng đó là giặt nước nóng nha. Tại sao là các bạn thấy giặt nước nóng? Là bởi vì khi mà các bạn giặt nước nóng á, thì cái việc mà giặt nước nóng nó sẽ giúp cho quần áo của bạn sạch hơn nè. Thứ hai là cái những cái mùi của những cái con vi khuẩn ở trong máy giặt của bạn á, nó có mùi ẩm và mùi mốc á, thì nó sẽ được nó sẽ chết bớt đi. Bật cái máy giặt của bạn lên, xong sau đó thì ở đây các bạn có thấy ở đây trên cái máy giặt của bạn sẽ có phần là nhiệt độ nước nè. Các bạn sẽ chọn nhiệt độ nước của bạn lên tới mức cao nhất, đó là mức 90 độ C. Và cái tốc độ vắt thì các bạn lựa chọn cái tốc độ là 800 thôi. Các bạn lựa chọn tốc độ vắt là thấp hơn so với cái những cái mức khác thông thường mà các bạn giặt. Và sau khi mà các bạn đã bấm giặt xong và các bạn lấy cái quần áo của bạn ra ngoài rồi, thì các bạn mở cái cửa máy giặt của bạn ra và các bạn để cho nó thông thoáng. Các bạn đừng có đậy nắp lại nha. Các bạn để cho thông thoáng trong vòng từ 1 tiếng đồng hồ trở lên, xong sau đó các bạn mới đậy nắp trở lại. Thì khi đó các bạn giặt đồ tiếp theo, cái mùi ẩm mốc ở trong cái máy giặt của bạn nó sẽ giảm đi rất là nhiều nha. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn giảm cái mùi ẩm mốc khi mà các bạn giặt đồ và các bạn phơi quần áo ở trong cái mùa mưa ở trên cái máy giặt của bạn. Nếu như mà các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ kênh Gà Công Nghệ càng phát triển hơn nha.